Mọi người mua hàng thì Luân sẽ có thêm em cơm nhá. Luân trên bảng mô tả. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bán hàng 7 server luôn. Vâng, xin cảm ơn anh em nhá. Ở dưới đâu ạ? Thịt con mẹ thiếu. Thịt con mẹ ấy. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ ra đi. Ai, ok, chào anh em nha. Mình là NT. Thì hôm nay mình sẽ làm clip cho anh thằng Dương nha. Thì hiện tại đây anh em có thể thấy thằng Dương nó đi ra khỏi phòng để xuống dưới nhà rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị qua nick đó, mình sẽ cho nó nha. Mình đâu có chuẩn bị một cái nick. Cái nick đây, cái này thì có da cát chứ có ở dơ nha. Thì giờ mình sẽ cho nó. Mình sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ. Đây. Ôi, nick nó đang up nè. Ôi, đi coi mà. Facebook của thằng Chẩu. Đây, nick nó đang up nha. Mình sẽ xem khu cái đã. Ồ, khu 2 nha, phải không? Giờ mình sẽ qua khu 2. Khoan. Nó đang khu. Mình sẽ đi qua khu 10 cho nó. Nó sẽ xuống nhà rồi. Đâu rồi? Khu 2, khu 10 à? Từ, để xem khu kết quả kết bạn cái đã. Khu 10, ok, khu 10. Khu 10, mình sẽ lấy cái này của kết bạn ra. Cho nó cho đừng, nó phá úp nó nhà em. Khu 10. Đây, nó xuống dưới nhà rồi. Sáng thức dậy rửa mặt xong đi xuống dưới nhà. Trời ơi. Ôi, giao dịch cái gì? Kết bạn, ok, mình đã kết bạn với nick của nó được rồi. Đừng anh em à. À, trong danh sách bạn bè có bạn bè gọi nhờ. Ok. Vậy thôi. Giờ mình sẽ cho nó nha. Khoan, đợi nó lên rồi mình hái. Đợi nó lên rồi mình hả cho nó. Ok. Ui, nó lên rồi. Ờ, Dương này. Hả? Nít up mấy món rồi. Thì đó chưa ngươi. Cái gì anh em nói mày chưa ngươi gì ba? Thì đó thích đâu. Thôi, gặp nhắn đi mày. Ok, mày muốn kể cha tao. Hãy vả cái kệ cha. Ủa sổ gì Dương? Mày đi nhận đi. Ừ. Anh xin thích xin hăng nha. Xin con cà. Cút. Xét xanh xin hăng, xanh xin hăng. Con cá. Ủa, Dương ơi. Gì vậy? Nít mày mấy món rồi mày? Mày món kệ mẹ tao. Tao sắp được xét rồi, chỉ bật lý thôi. Con mẹ nữa sao nó chết cái vậy? Ủa, gì vậy? Tao theo cái nào sao đến chết nha, mẹ mọi người chết rồi, mẹ mọi người chết nhỉ? Đi rồi, thì chắc mày bị GG phá mà, thằng nào phá mày đấy? Mẹ, nó không biết thằng GG nào thấy nên clip đi, mẹ nó phá. Nó thấy mày tại ID mày nổi tiếng á, kiểu vậy đúng không? Ừ, để không biết nữa đi, con mẹ rồi. Đi, đánh đi. Ui. Ủa, gẹp tin nhắn thằng Kim đâu có Dương. Sao? Thằng Hồ, họ Hồ Nguyễn đó. Ok. What the hell?
Ôi sao có à. Đi. Đi. Đi con mẹ, what the fuck. Tại xe tiếp. Đi con mẹ. Thằng quay không cắt đi. Đi con mẹ à mày nữa. Đi quay à. Thằng chó này nữa quay chặt cửa đi. Đi con mẹ phá đâu. Bảo sao nãy giờ chết, đi con mẹ nó đang ở dưới đâu ạ. Đi con mẹ nó thiếu.